Nếu ví giáo viên là những người chở đò với bao vất vả gian truân đưa các em cập bến bờ vinh quang, thì với những thầy cô dạy học cho trẻ khuyết tật, nỗi vất vả lại nhân lên rất nhiều lần. Có em bị đau, khiếm thính, có em tự kỷ cả ngày chẳng nói lời nào, có em lại chỉ biết la hét. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, vẫn còn rất nhiều những người giáo viên tận tâm, không bao giờ buông bỏ để giúp đỡ các em được vươn lên, hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội. Gần một năm nay, trung tâm dạy ngôn ngữ ký hiệu này đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho các em học sinh mắc chứng khuyết tật điếc câm trên địa bàn tỉnh. Người duy nhất đứng lớp mỗi ngày trong cả 3 buổi, sáng, chiều và tối là thầy giáo trẻ Bùi Nam Hà, sinh năm 1985, ở phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Thầy Hà cũng là người khuyết tật nghe nói. Dưới sự giúp đỡ của Hội Người Khuyết Tật tỉnh, trung tâm hoạt động từ tháng 12 năm 2017, đến nay có 7 học sinh theo học. Các em đến từ thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Tại đây các em được học toán, tiếng Việt thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Ngôn ngữ ký hiệu giúp các em biết viết, làm bài tập và hiểu được người khác nói gì. Khác với không gian yên lặng trong lớp học ngôn ngữ ký hiệu của thầy Hà, tại ngôi trường mầm non này ồn ào hơn rất nhiều. Bởi các học sinh ở đây đều là các bé mắc chứng tự kỷ, đau, rối loạn tăng động, giảm chú ý và chậm phát triển trí tuệ. Hầu hết các em đều gặp vấn đề về ngôn ngữ, thường xuyên la hét, chạy nhảy và không tập trung. À, con anh bật bật à, đừng hôn nào. Quang Anh ơi, Quang Anh ơi. Quang Anh, ơi. Quang Anh bạn đấy cùng với tôi đã đồng hành với nhau đã cũng được là 2 năm rồi. Bạn là một cái dạng tự kỷ kèm tăng động. Cái gì muốn bạn cũng lao đến, lấy, giật và lấy được ngôn ngữ cho bạn ấy, nó rất là khó. Thời gian đầu tôi dạy cho bạn ấy những nguyên âm, những bài tập vận động môi miệng, những bài tập massage. Sau đấy thì mới kết hợp là từ đôi là hai từ này, rồi lên câu này. Đến bây giờ, đến lúc đấy thì bạn mới có ngôn ngữ. Mỗi em mắc một dạng khuyết tật khác nhau, nên phương pháp giáo dục cũng chuyên biệt, sao cho phù hợp với từng trẻ. Hàng ngày, hàng giờ, các cô giáo trẻ vẫn luôn miệt mài đứng lớp, đổi lại những tiến bộ dù rất nhỏ, như mỗi nụ cười, ánh mắt có hồn, hay sự phối hợp của học sinh lại là niềm hạnh phúc vô bờ. Có những cô giáo đến đây được một ngày, hai ngày, sau đó các cô bỏ đi. Và chính như chúng tôi, nhiều khi chúng tôi cũng rất là nản, nhưng mà bằng tình thương với các bạn hoặc là nghĩ lại những cái lúc mà hai cô trò cùng nhau cố gắng ấy, và những cái tiến bộ dù chỉ là rất nhỏ thôi, dù chỉ là cái gật đầu, cái lắc đầu thôi, đấy là cũng chính là động lực của để chúng tôi có thể tiếp tục công việc các bạn. Ngoài công tác giảng dạy, giáo viên của trẻ khuyết tật là người bù đắp những thiệt thòi, khiếm khuyết mà các em không may mắn gặp phải. Yêu nghề, nhân từ và nhẫn nại, họ đang cùng chia sẻ trách nhiệm với gia đình, xã hội và góp phần trao cho các em niềm tin yêu vào cuộc sống. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì.